Có một vị khách đi mua sữa bò vào một sáng cuối tuần. Khi đi thì gặp người gánh hàng rong đang bán sữa bò ở ven đường. Anh tiến đến và hỏi giá. Người bán hàng rong trả lời một chai 3 đồng, 3 chai 10 đồng. Anh không nói gì liền lấy trong túi ra 3 đồng để mua một chai, rồi mua thành 3 lần. Mua xong anh ta rất đắc ý, cười lớn nói: "Ông thấy không, tôi chỉ trả 9 đồng đã mua được 3 chai sữa." Người bán hàng rong không nói gì, chỉ mỉm cười và thầm nghĩ. Hay thật, từ khi áp dụng phương pháp tính giá này, chỉ một thoáng mình đã bán được 3 chai sữa. Kinh doanh có thể bán được nhiều hàng chính là nắm được tâm lý người tiêu dùng, từ đó sáng tạo cho mình phương thức kích thích tiêu thụ độc đáo.